Như là thông lệ thì sau phiên họp chính phủ thường kỳ, văn phòng chính phủ tổ chức cuộc họp báo. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chủ trì cuộc họp báo đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn chính phủ. Tham dự cuộc họp báo có lãnh đạo các bộ ngành, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo. Kính thưa công chí lãnh đạo các bộ cơ quan chủ trì báo, thưa công chí phóng viên báo chí, trước hết thì thay mặt cho công chí lãnh đạo các bộ, các cơ quan chủ trì báo hôm nay xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc khỏe và lời cảm ơn tới các nhà báo, công chí đại biểu đã có dự phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 hôm nay. Các bạn biết thì hôm nay thì chính phủ họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2018. Đồng thời chính phủ cũng thảo luận cho ý kiến một số luật, các nghị định và một số công tác khác của chính phủ. Có thể nói rằng là cái tình hình kinh tế xã hội của chúng ta ấy, 3 tháng đầu năm 2018 và cái kịch bản tăng trưởng, kịch bản phương án tăng trưởng kinh tế 2018 thì cũng được chính phủ thảo luận rất là sôi nổi. Thứ nhất ý, thì trong 3 tháng đầu năm thì có thể nêu ra được 8 cái điểm nổi bật và 7 cái tồn tại hạn chế mà chính phủ đã kết luận tại phiên họp chính phủ hôm nay. Thứ nhất, chúng ta có thể nói rằng cái tăng trưởng GDP quý 1 2018 là chúng ta tăng được 7,38%, cao hơn với quý 1 của 2017 là 5,13%. Thì và cao hơn cái quý 1 2016 là 5,45%. Đấy là cái điều chúng ta có thể rất mừng. Hay nói cái khác là có thể cao nhất trong 10 năm qua của quý 1 các năm. Bốn cái động lực tăng trưởng, có thể nói rằng ngành công nghiệp và xây dựng thì tăng trưởng 9,7%. Như vậy, cái quý 1 của 2017 thì ngành công nghiệp xây dựng tăng trưởng 4,48% và quý 1 2016 thì tăng trưởng 7,16%. Thứ hai, có thể nói là ngành chế biến chế tạo với cái chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,9%. Thì chúng ta biết ý, thì quý 1 năm 2015 tăng 9,5%. Và quý 1 2016 là tăng 9,1%. Và quý 1 năm 2017 thì cái chỉ số công nghiệp này tăng 7,8%. Như vậy có thể nói năm nay là tăng rất cao so với những cái năm, những cái quý 1 liền kề. Đặc biệt là ngành nông nghiệp, lông nghiệp, thủy sản thì tăng 4,05%. Trong đó thì quý 1 2017 chúng ta tăng trưởng nông nghiệp là 2,08%. Thế vào quý 1 năm 2016 chúng ta tăng trưởng âm 1,31%. Như vậy là cái tăng trưởng 4,05% của quý 1 2018 là so với 2016, so với 2017 là rất cao, rất cao. Nhiều những cái nổi bật rất quan trọng. Đặc biệt là có thể nói là ngành dịch vụ thì tăng trưởng 6,7%. Như vậy thì chúng ta có 4,2 triệu khách quốc tế. Chúng ta tăng được 30,9% so với cùng kỳ quý 1.
của 2017. Vấn đề thứ hai thì có thể nói là mặc dù tăng trưởng cao nhưng mà chúng ta vẫn kiểm soát được cái lạm phát. Chúng ta biết là cái chỉ số CPI ấy, thì tháng 3 thì có giảm 0,27% so với tháng trước. Thì tháng trước thì chúng ta giảm 0,21%, như vậy tháng này 0,27. Như vậy chúng ta cũng thấy rằng cái CPI bình quân quý 1 thì chỉ tăng có 2,82% so với bình quân của cùng kỳ 2017. Như vậy là tăng 0,97% so với tháng 12 2017 và tăng 2,66% so với cùng kỳ của năm trước, năm 2017. Đấy, thì như chúng ta cũng như vậy. Thứ ba thì có thể nói là cái tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thì tiêu dùng là tăng 9,9%. Thì cùng kỳ của 2017 là cái chỉ tiêu này là chúng ta chỉ có tăng 6,4% thôi. Cho thấy rằng cái tổng cầu và sức mua của người dân ý, thì được cải thiện đáng kể. Nikkei vừa công bố chỉ số quản trị mua hàng ý, thì tháng 3 2018 thì Việt Nam đạt 51,6 điểm. Mặc dù có giảm so với tháng 2 ý, thì nhưng cũng là một trong hai nước Đông Nam Á, Việt Nam và Myanmar, là có chỉ số điểm cao nhất là trên 50 điểm. Ở Myanmar hiện nay đạt con số là 53,7 điểm. Thì Việt Nam chúng ta đạt được 51,6 điểm. Như vậy có hai nước ở Đông Nam Á thì hiện nay là điểm cao nhất. Thứ tư thì cái chỉ tiêu xuất khẩu thì tiếp tục tăng mạnh. Thì quý 1 tăng được, đạt được là 54,31 tỷ đô la, tăng 22%. Cùng kỳ của xuất khẩu năm quý 1 2017 chúng ta tăng được là 12,8%. Ở trong đó điều rất đáng chú ý đó là khu vực kinh tế trong nước là tăng 18,9%, cao hơn mức tăng 12,1% so với cùng kỳ. Và như vậy thì xuất siêu là 1,3 tỷ đô la. Thứ năm có thể nói là tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,4% so với cùng kỳ. Thì trong đó vốn đầu tư tư nhân thì chiếm tỷ lệ tăng dần, đó là 41,9%. Như vậy thì tăng là 16,9% so với quý 1 của 2017. Thứ sáu là khách quốc tế, thì tôi vừa nói thì chúng ta đã đạt được con số 4,2 triệu lượt khách. Thế và chúng ta tăng được cái tỷ lệ là 30,9%. Thì cùng kỳ chúng ta đạt được 3,2 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy là chúng ta tăng so với quý 1 của 2017 là tăng 21,1%. Thì ở quý 1 2018 chúng ta đạt con số cao hơn, đó là 30,9%. Thứ bảy, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Đó là cái báo cáo chỉ số PCI vừa qua công bố, thì có thể nói là cái chỉ số PMI của các địa phương là đều có cái điểm cao hơn của năm 2017. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo của Thủ tướng ấy, là cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các đồng chí biết ấy, thì hôm nay Thủ tướng cũng nhắc lại ấy, là quyết tâm của Chính phủ và yêu cầu các bộ trưởng, các bộ, các thủ trưởng các cơ quan và yêu cầu Chủ tịch ban các tỉnh phố là tiếp tục để quyết liệt cho cái cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện nghiêm cái nghị quyết 01 của Chính phủ, đó là cắt giảm 50%, cắt bỏ 50% điều kiện kinh doanh, thế và giảm 1/2 cái danh mục hàng hóa phải kiểm tra xuất khẩu chuyên ngành. Như vậy có thể nói là ngoài cái việc mà Bộ Công Thương đã cắt giảm 675 cái điều kiện kinh doanh, ngoài cái việc Bộ Y tế chủ trì cùng với các bộ để cắt giảm trên 90% điều kiện kinh doanh liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chuyên ngành xuất khẩu. Thì vừa qua thì các bộ cũng đều lên tiếng là ra soát và cắt giảm. Ngay Bộ Tư pháp là có 98 cái điều kiện kinh doanh cũng cắt giảm, 42 điều kiện kinh doanh.
ngay cả hôm tổ công tác làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo 241 điều kiện kinh doanh thì cũng công bố là cắt giảm 121 điều kiện kinh doanh. Thế và Bộ Giao thông Vận tải thì tới đây vừa rồi cũng đã công bố. Rồi các bộ nông nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ, Ngân hàng nước đều công bố cắt giảm. Nhưng tinh thần ý, là công bố như thế nhưng mà phải bằng những cái văn bản cụ thể. Vì cái thẩm quyền ban hành điều kiện kinh doanh nó phải ở trong nghị định. Thì nếu như là nghị định là thẩm quyền của chính phủ thì chúng ta mới đi vào thực tiễn như vậy. Và thứ tám là có thể nói là niềm tin thị trường và niềm tin sội tốt hơn rất nhiều. Có thể nói là chỉ số VN-Index thì điểm số chứng khoán ấy là vẫn giữ rất cao. Hiện nay như thế là có thể nói là 1.170 điểm, như thế là chỉ số rất cao. Đấy là những cái điều có thể nói báo cáo lại các cơ quan báo chí thì như vậy. Tuy nhiên với cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là chúng ta cũng nhìn nhận thẳng thắn những cái tồn tại hạn chế để tập trung cho cái khắc phục. Đó là có thể nói là cái tỷ lệ doanh nghiệp thành lập thì nhiều. Ở quý 1 như thế chúng ta có 27.000 doanh nghiệp được thành lập mới. Tăng so với quý 1 của 27 là không nhiều, nó chỉ có 1,2% thôi về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký. Thế nhưng mà có một cái điều ấy là có trên 12.000 doanh nghiệp đăng ký rồi nhưng phải tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động. Như vậy là số doanh nghiệp phải tạm ngừng tăng 22,9%. Thế và trên 3.300 doanh nghiệp là giải thể, tăng 1,6% so với cùng kỳ của 2017. Cùng với đó có thể nói là vốn đầu tư phát triển khu vực nhà nước thì giải ngân rất chậm, chỉ tăng có 4,4% thôi, trong khi cùng kỳ là tăng 5,3% so năm 2016. Thì đây muốn nói một điều là cái khu vực vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thì đang vướng mắc khó khăn vấn đề về thủ tục đầu tư, ngay cả vấn đề cấp phép, ngay cả vấn đề triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng, vấn đề giải ngân vốn là chậm. Ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thì có thể nói là tăng 8,1%. Trong khi đó thì vốn ngân sách địa phương tăng 10,5%. Và như đã nói ở trên, mặc dù cái chỉ số CPI tháng 3 giảm, thế vào quý 1 thì có tăng thấp, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ không thể chủ quan được. Thì thương mại có thể gặp khó khăn do áp lực bảo hộ thương mại và cái biện pháp phòng vệ từ các nước. Khi mà Donald Trump có đưa ra một số những cái bảo hộ, khi mà đưa ra cái chủ trương vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì có thể nói là chúng ta cũng nhìn nhận một cái xu thế các nước lớn là có cái xu thế bảo hộ rồi những cái điều chỉnh cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đương nhiên là các nhà đầu tư của Mỹ cũng có cái việc là quay trở lại Mỹ đầu tư thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc đầu tư tại Việt Nam. Sản xuất nông nghiệp đã dần ổn định bước tăng trưởng, thế mà chúng ta vẫn phải gặp những cái khó khăn, đó là vấn đề do cái tác động của biến đổi khí hậu, do vấn đề thị trường, ngay cả vấn đề vừa rồi qua, vấn đề củ cải, rồi vấn đề su hào, vấn đề hoa tươi, rồi tất cả câu chuyện liên quan thị trường. Thì đây chúng ta muốn nói là tới đây Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị mang tính quốc gia, đó là tạo cơ chế thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Thế và cái thị trường này là giao cho các doanh nghiệp nông nghiệp. Một cái điều
có thể nói là rất băn khoăn, rất lo ngại, đó là tình hình vi phạm môi trường, tai nạn giao thông, cháy nổ luôn luôn diễn biến và rình rập. Có thể nói là vụ cháy nổ, 1.000 vụ cháy nổ vừa qua xảy ra đã làm 33 người chết và 66 người bị thương. Và có những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ngay chung cư của Thành phố Hồ Chí Minh và ngay một các khu khác, khu chợ, khu thương mại. Đây là cái điều mà có thể nói là ngài Thủ tướng cũng nêu lên, thấy là đây những cái điều có thể nói là rất quan ngại. Với cái ký kết được cái hiệp định CPTPP thì nó có thể nói đây là một cái sự kiện rất đáng mừng cho chúng ta. Một cái thành công có thể nói là chúng ta tham gia hội nhập quốc tế và các tổ chức sự kiện quốc tế, đó là cái hội nghị GMS và CLV rất thành công. Thành công ở cái chỗ mà chúng ta nói rằng vấn đề một cái quy mô, một cái tổ chức, một sự kiện quốc tế rất là lớn. Với cái sự chủ động của chúng ta tạo ra một cái môi trường, một niềm nở, một cái thân tình, một cái hiệu quả trong hội nghị và cái gặp song phương thì có thể nói là rất tốt. Thời gian chuẩn bị thì rất ngắn. Các ông chỉ biết ý, mùng 7 tháng 3 thì mới họp để triển khai tất cả câu chuyện, nhưng mà thời gian rất ngắn, nhưng mà sự cố gắng của các bộ, của các cơ quan và thành phố Hà Nội tập trung thì có thể nói là an ninh, an toàn tuyệt đối không xảy ra bất cứ một cái điều gì. Chi phí thì tiết kiệm, chúng ta tổ chức ở sự kiện ở trung tâm hội quốc gia, có thể nói là một cái hoạt động trong một cái khuôn viên tổ chức sự kiện hết sức là đầm ấm và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thế và các nội dung đạt được thì đều được đánh giá cao, các cơ quan truyền thông cũng đã góp phần cho các sự kiện. Vấn đề từ kịch bản tăng trưởng GDP 2018 ấy, thì Bộ Kế hoạch Đầu tư có trình hai phương án. Phương án thứ nhất là tăng trưởng 6,7%, phương án thứ hai là tăng trưởng 6,8%. Thì trong thảo luận thì các bộ cũng đều tham gia ý kiến và Thủ tướng kết luận. Mặc dù quý 1 chúng ta đạt được tốc độ tăng trưởng GDP 7,38%, tuy có cao hơn quý 1 của các năm trước, cao hơn quý 1 của 10 năm trước, thế mà chúng ta không chủ quan, vì chúng ta thấy rằng cái dư địa tăng trưởng của 6 tháng 27. Thế và cái tăng trưởng của quý 1 27 cũng thấp, quý 1 26 cũng thấp. Không được chủ quan, không được lơ là. Thế và không thỏa mãn những cái gì mà thấy rằng chúng ta đã đạt được như thế là thỏa mãn. Với tinh thần ý, là quyết tâm cao nhất, tối thiểu phải đạt được phương án tăng trưởng GDP 6%. Thế và phấn đấu làm sao tăng trưởng cao hơn cái phương án đề ra, để chúng ta tạo ra cái dư địa, tạo ra những cái đà cho tăng trưởng của 2019 và các năm tiếp theo. Thế từ đó thì Thủ tướng cũng đưa ra rất nhiều những cái nhóm giải pháp để tập trung cho chỉ đạo điều hành. Đó là giao cho các bộ trưởng, giao cho các chủ tịch các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các tập đoàn, tổng ty, nhà nước, yêu cầu các cơ quan là phải xây dựng được cái kế hoạch tổ chức thực hiện cái kịch bản của ngay bộ địa phương mình, đơn vị mình. Thế và đưa ra những cái giải pháp quyết liệt, vấn đề cải cách, vấn đề đổi mới, rồi ngay cả vấn đề liên quan đến cái quản lý chặt chẽ đầu tư công, giảm chi phí thường xuyên, và đặc biệt là tăng cường đối thoại các doanh nghiệp để giải quyết những vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp.
và người dân, đặc biệt là kịp thời tháo gỡ và rất quan tâm cho vấn đề về cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh. Thì tinh thần thì Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt như vậy. Như vậy có thể nói là chính phủ và từng các thành viên chính phủ và các bộ ngành địa phương ấy, thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nêu trong nghị quyết 01, nghị quyết 19 năm 2017, nghị quyết 35. Thế và thực hiện cái chỉ thị 240 của Thủ tướng. Như vậy cái nghị quyết 01 là gồm 242 nhiệm vụ giao cho các bộ ngành địa phương. Ở chỉ thị 240 của Thủ tướng là ban hành thì có gắn với 13 cái nhiệm vụ. Đặc biệt là tới đây sẽ nhiều các hội nghị mang tầm quốc gia. Vừa qua thì Thủ tướng và Phó Thủ tướng cũng đã chủ trì hội nghị về phòng chống thiên tai. Thế và tới đây sẽ tổ chức nhiều sự kiện, ngay cả vấn đề hội nghị logistics, rồi ngay cả vấn đề thu hút doanh nghiệp và nông nghiệp, ngay cả vấn đề tích tụ dụng đất, rồi ngay cả vấn đề thương mại điện tử, rồi ngay cả vấn đề về tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng, thì được xử lý từng vấn đề, từng nhóm vấn đề và đi cụ thể để xử lý vấn đề như vậy, thì cũng báo cáo với các nhà báo như vậy. Cũng trong phiên họp hôm nay thì tổ công tác của Thủ tướng cũng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính phủ của Thủ tướng giao cho các bộ ngành. Như vậy có thể nói là từ 1 tháng 1 2017 đến 31 tháng 3 2018 ấy, thì đã giao 26.583 nhiệm vụ của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành địa phương, các tổng ty nhà nước. Thì trong đó đã hoàn thành được 12.879 nhiệm vụ. Đúng hạn. Thế và hoàn thành được 2.241 nhiệm vụ, nhưng mà quá hạn. Như vậy, hiện nay số nhiệm vụ còn ấy, là trong hạn 10.955 nhiệm vụ. Thế và quá hạn chưa hoàn thành là 508 nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 4,7%. Như vậy, cái nhiệm vụ chưa hoàn thành là quá hạn ấy, là chiếm tỷ lệ cao hơn so với tháng 2, so với tháng 2 là cao hơn. Qua kiểm tra thì cho thấy các quy định về điều kiện kinh doanh của hai bộ mà tổ công tác đã kiểm tra, đó là Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Đào tạo, thì cũng đã được công khai các cơ quan báo chí. Thế nhưng mà chúng ta cũng nói một điều ấy, là các bộ cũng rất tích cực và trách nhiệm trong vấn đề rà soát để cắt bỏ các điều kiện kinh doanh, rà soát và cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết. Ngay cả vấn đề quy định các điều kiện kinh doanh mang tính không lượng hóa được. Ngay cả dùng những cụm từ, câu từ, ngay cả sức khỏe tốt, rồi có ý thức trách nhiệm liêm khiết, rồi có sức khỏe đảm bảo hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư, hoặc là ngay cả vấn đề trụ sở văn phòng có diện tích đảm bảo cho hoạt động, việc lưu trữ và thuận tiện cho khách hàng, tất cả những điều kiện như vậy nó không lượng hóa được. Thì các bộ cũng đã tiếp thu ý kiến trong tổ công tác, thì tới đây sẽ yêu cầu phải rà soát, cắt bỏ và lượng hóa cụ thể. Cái gì lượng hóa được thì đưa vào, không lượng hóa được thì cắt bỏ. Đấy, tinh thần chúng ta cũng thấy như vậy. Cùng với các thông báo như trên ý, thì có thể nói là hôm nay thì Thủ tướng cũng chủ cũng thông báo về cái việc là chủ trương mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất với nguyên tắc ý, là tôn trọng tư vấn độc lập và lắng nghe ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó có thể nói là
nếu như mà cần đến phía Bắc, chúng ta mở rộng cả hai phía, cả phía Bắc và phía Nam. Cần diện tích đất ở chỗ nào thì chúng ta mở rộng chỗ đó. Ngay cả nếu diện tích đất và sân gốp thì chúng ta cũng phải lấy đất của sân gốp, đúng không? Để tạo ra những cái thực hiện đúng cái tư vấn nước ngoài mà đã báo cáo với Thường trực Chính phủ. Thì hôm nay tại phiên họp thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng báo cáo về vấn đề phong giáo sư, phó giáo sư. Thì chúng ta biết ý, là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo có báo cáo là trong 1.226 ứng viên thì có 94 ứng viên do có những cái ý kiến, ngay cả vấn đề phản ảnh từ đơn thư, ngay cả vấn đề rà soát các thủ tục hồ sơ chưa đảm bảo, ngay cả vấn đề thiếu rõ ràng. Thứ như vậy thì đã giao cho các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục kiểm tra, rà soát lại. Và đến nay là chính thức là 41 trường hợp ứng viên do các điều kiện quy định tại quyết định 174 không đủ, cho nên là không đủ điều kiện để xem xét. Đây thì cũng báo cáo chỉ thì chúng tôi nêu một số những cái nội dung căn bản như vậy thôi. Thế còn chúng tôi cũng không có điều kiện dự hết những cái quá trình chính phủ tham gia cho ý kiến về các dự án luật, các nghị định thì chúng tôi không ý kiến được. Thì hôm nay tại phiên họp báo thường kỳ thì chúng tôi xin được thông báo với các cơ quan báo chí, các nhà báo về toàn bộ cái nội dung về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1 và đưa ra những cái kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế để các cơ quan báo chí cũng nắm được. Cuối cùng xin được lắng nghe ý kiến của các cơ quan báo chí và các đồng chí phóng viên. Xin cảm ơn đồng chí. Vâng, tôi là Hoài Thu, phóng viên báo điện tử VnExpress ạ. Tôi có hai câu hỏi gửi đến các bộ ngành liên quan. Trước tiên là câu hỏi liên quan đến thương vụ Mobifone và AVG. Tháng trước thì Mobifone và AVG đã có những thống nhất hủy hợp đồng chuyển nhượng. Vậy xin hỏi bộ đại diện của Bộ Thông tin Truyền thông, hiện tại thì cái việc thanh toán của hợp đồng hủy hợp đồng này như thế nào? Thời hạn chốt để AVG thanh toán hết tiền, trả hết tiền cho Mobifone trong thương vụ này ra sao ạ? Câu hỏi thứ hai liên quan đến cái việc thông qua mới đây của Bộ Chính trị về tái cơ cấu lại Bộ Công an, thì được biết là Bộ Công an sẽ hoàn toàn cắt bỏ Tổng cục. Thì cụ thể phương án sắp xếp lại nhân sự của các đơn vị này như thế nào, xin được Bộ Công an chia sẻ. Xin cảm ơn ạ. Kính chào các đồng chí chủ trì cuộc báo. Tôi là Văn Hùng của báo Nông nghiệp Việt Nam. Tôi có một câu hỏi thế này ạ. Trong phiên họp chính phủ thì Thủ tướng đề cập như thế nào về vấn đề cháy nổ trong thời gian qua? Tôi được biết là Thủ tướng có giao Bộ Công an giải trình làm rõ. Vậy đề nghị đồng chí Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết là tại cuộc họp thì Bộ trưởng Bộ Công an đã nói rõ vấn đề này như thế nào? Vấn đề thứ hai là thời gian qua thì dư luận cũng như tất cả chúng tôi đánh giá rất cao cái hoạt động của Tổ công tác chính phủ, rất hiệu quả và có tính thiết thực. Vậy thì nên chăng trong thời gian tới Tổ công tác thực hiện một chuyến công tác kiểm tra thực địa đối với các cái khu chung cư về vấn đề phòng chống cháy nổ được không? Nếu được thì tôi đề nghị Tổ công tác cho kiểm tra một khu mà tôi cho là điển hình của vấn đề của các điển hình ở tại Hà Nội, đấy là khu tổ hợp HH ở Linh Đàm. Xin cảm ơn. Tôi hỏi một vấn đề liên quan đến cái thương vụ Mobifone và AVG. Câu thứ nhất xin được hỏi lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông là về việc xử lý thương vụ Mobifone mua AVG thì vừa qua Bộ đã có cái công văn đốc thúc Mobifone sớm chấm dứt hợp đồng mua AVG, thu hồi lại tiền cho nhà nước. Nhưng có nhiều ý kiến rất là băn khoăn về tính pháp lý của việc này ạ. Vậy đề nghị lãnh đạo Bộ giải thích ạ. Xin được hỏi người phát ngôn chính phủ là cái việc xử lý trách nhiệm các cá nhân tập thể có sai phạm liên quan đến thương vụ Mobifone AVG đã và đang được tiến hành như thế nào? Hồ sơ vụ việc này đã được chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ hay chưa? Cũng nhân vụ việc này thì tôi xin được hỏi lãnh đạo Thanh tra Chính phủ là thời gian thanh tra cái vụ này nó kéo dài rất là lâu.
Theo quyết định thanh tra thì có từ tháng 8 năm 2016 và nêu rõ là thời gian thanh tra là 50 ngày nhưng phải mất tới 17 tháng thì thanh tra chính phủ mới công bố được kết luận thanh tra này ạ. Như vậy thì có vi phạm pháp luật về thanh tra không, và nếu có vi phạm thì đề nghị là cho biết đã xử lý người bị vi phạm chưa? Xin cảm ơn. Câu thứ nhất, tôi xin hỏi về việc người tiêu dùng khiếu nại mất tiền trong một số tài khoản tiết kiệm thời gian gần đây thì cho thấy cái lỗ hổng trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Đó là khi vay tiền ngân hàng thì ngân hàng luôn có các cái hợp đồng bảo vệ rất là chặt chẽ. Thế nhưng ngược lại mà khi gửi tiền thì người gửi tiền chỉ nhận được một cái sổ tiết kiệm rất đơn giản và cũng không có một cái điều khoản nào để bảo vệ quyền lợi cả. Do đó mà khi xảy ra tranh chấp thì người gửi tiền ở một cái thế rất là yếu, không có một cái chứng cứ thông tin gì bởi vì những cái thông tin là do ngân hàng nắm giữ. Vậy thì xin hỏi là cơ quan quản lý bình luận thế nào về việc này và liệu sắp tới thì chúng ta sẽ có cái giải pháp gì để tăng cường bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, qua đó là củng cố cái niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng. Câu hỏi thứ hai của tôi là vừa qua sau khi có kết quả tăng trưởng GDP rất là tích cực trong quý 1, Bộ Kế hoạch Đầu tư có đưa ra hai kịch bản tăng trưởng mà theo đó là GDP đều giảm dần về cuối năm. Thì cơ sở nào mà chúng ta lại có cái dự báo như vậy khi mà nhiều năm qua GDP luôn luôn là ở cái thông lệ là GDP quý 1 là thấp nhất và sau đó tăng dần vào quý 4. Thì chỉ có duy nhất năm 2008 khi mà có cuộc khủng hoảng tài chính thì mới xảy ra cái kịch bản là GDP giảm dần. Vậy thì liệu có phải là có cái sự đột biến gì trong kinh tế năm nay hay không ạ? Tôi xin cảm ơn. Tôi Xuân Tùng bên báo Biết Lại. Xin được hỏi hai câu hỏi là theo như chương trình phiên họp sáng nay thì chính phủ có thảo luận về cái luật sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản. Hiện nay thì một số cái doanh nghiệp bất động sản ấy thì đang phát triển những cái dự án condotel ở các ven biển ấy, thì hiện nay thì những cái quy định về của luật thì không được quy định trong luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở, vì vậy họ phải vận dụng luật dân sự để phát triển các dự án này. Vậy thì tới đây khi mà sửa đổi luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở thì cái vấn đề này sẽ được đưa vào thảo luận và sửa đổi như thế nào ạ? Câu hỏi thứ hai là liên quan đến cái vụ AVG mua Mobifone mua AVG. Và giờ thì trước khi kết luận thanh tra được công bố thì có cái việc mà hủy thương vụ này, thì xin hỏi văn phòng chính phủ có ý kiến thế nào về cái việc hủy quyết định này? Thứ hai nữa là cái việc này thì có được quy định thế nào trong các quy định của pháp luật hiện nay ạ? Xin cảm ơn. Đồng chí, trước hết là cái câu hỏi đầu tiên là liên quan đến cái phóng viên VnExpress có hỏi là về cái AVG và Mobifone có cái thỏa thuận hủy cái hợp đồng trước đây mua bán cổ phần AVG thì thanh toán đến đâu. Thì theo báo cáo của Mobifone thì đến nay thì là AVG đã chuyển trả lại tiền cho Mobifone là được 2.500 tỷ. Đấy, và theo như cam kết của AVG thì chậm nhất là trong vòng 9 ngày mà khi 90 ngày khi mà hai bên ký được cái bản thỏa thuận này. Điều đấy có nghĩa là đấy là chậm nhất thì là 90 ngày, còn có thể là sớm hơn. Thì cái này, việc này thì Bộ cũng đã có cái chỉ đạo Mobifone để xử lý tích cực. Cái việc thứ hai tôi trả lời luôn là liên quan đến chỗ báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh có nến là có nói là khi mà có cái việc mà hủy bỏ cái thương vụ mua bán cổ phần AVG với Mobifone ấy, thì cái chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông về việc này là như thế nào, thì có đúng pháp lý không? Đấy. Thế nên tôi nghĩ rằng là đây là cái thương vụ nó liên quan đến Mobifone là công tập đoàn nhà nước, là có vốn nhà nước ở đây, mà Bộ Thông tin Truyền thông là chủ sở hữu. Cho nên là cái việc mà khi mà AVG nói là hủy hợp đồng để trả lại tiền thì đương nhiên là Mobifone là Bộ Thông tin phải có văn bản chỉ đạo, thì theo tôi nhận thức là như thế là hợp lý. Còn có lẽ thì việc cơ sở pháp lý thế nào thì chắc là tí nữa nếu anh Lam nói thêm thì được thì tốt. Và thế còn cái như ông chí nói liên quan đến thì như các chị biết rồi, thông báo kết luận thanh tra đã ban hành và Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý, thì Bộ Thông tin Truyền thông thì đã có một cuộc họp mở rộng rất nghiêm túc ngay sau khi có cái thông báo kết luận, thì đã có cuộc họp lãnh đạo mở rộng với các tập thể cá nhân liên quan để triển khai xây dựng một cái kế hoạch triển khai thực hiện thông báo kết luận trên tinh thần là tuân thủ các quy định của pháp luật và thượng tôn pháp luật. Vâng, cảm ơn nhà báo Hoài Thu. Thì có thể nói là hôm nay các bạn hỏi liên quan đến cái chính phủ sẽ cho ý kiến về luật công an nhân dân sửa đổi bổ sung để chính phủ sẽ trình Quốc hội tại cuộc họp tới.
Để các bạn biết ý, thì quy định trong luật thì không được đưa các liên quan đến về tổ chức bộ máy trong luật. Thì sau này cụ thể trong cái nghị định mà hướng dẫn thi hành luật Công an nhân dân sửa đổi thì chính phủ sẽ ban hành. Thế cho nên là cái nội dung hôm nay ý, là không có đề cập đến tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân theo luật Công an nhân dân. Tuy nhiên các đồng chí biết ý, thì vừa qua Đảng ủy Công an Trung ương cũng rất trách nhiệm và hướng đổi mới, đó là có thể nói là cũng đề cập trong có phương án ý, là cũng đề cập tới việc là cải cách tổ chức bộ máy, ngay cả đặt vấn đề có thể xem xét cả vấn đề giảm các tổng cục rồi chuyển cái sở công an phòng cháy chữa cháy về công an tỉnh thành phố, ví dụ như vậy. Thì sau này cụ thể về liên quan đến nội dung bàn của chính phủ về tổ chức bộ máy của lực lượng công an dân thì chúng tôi sẽ trả lời. Thế còn hôm nay là gắn cái việc mà cho ý kiến về luật Công an nhân dân sửa đổi thì không có cái nội dung bản như vậy để thông báo được các bạn biết như thế. Lại tiếp theo là một số câu hỏi của các báo liên quan đến xảy ra các vụ cháy nổ gần đây. Thứ nhất là báo Nông nghiệp Việt Nam, tức là cái trách nhiệm mà để xảy ra các vụ cháy nổ ở các khu chung cư hiện nay như thế nào. Thì chỗ này thì đáng nhẽ Bộ Công an ở đây, nhưng Bộ Công an không có thì chắc là Bộ trưởng có trả lời không? Trả lời luôn cái câu hỏi là tổ công tác thực hiện cái kiểm tra chung cư ạ. Đấy. Tức là báo Nông nghiệp Việt Nam có hai câu hỏi. Thứ nhất là trách nhiệm để xảy ra các vụ cháy nổ. Thứ hai là tổ công tác của chính phủ đã hoạt động rất hiệu quả. Thì có kế hoạch để đi kiểm tra. Vâng, cảm ơn báo Nông nghiệp Việt Nam. Thì có cái câu với tôi cho là đúng là hiện nay thì dư luận xã hội và đặc biệt là khách hàng mua chung cư rất quan tâm. Đúng là giá chung cư bây giờ có thể đao xuống đấy, vì đúng là vấn đề liên quan đến cái sự quan tâm rất chính đáng thôi. Như vừa nói ban đầu ấy, thì có thể nói là trên 1.000 vụ cháy xảy ra, cháy nổ xảy ra, đúng không? Thì đã làm 33 người chết và 66 người bị thương. Thế và cái tài sản của người dân và doanh nghiệp thì có thể nói thiệt hại rất lớn. Đây là một vấn đề mà có thể nói là bức xúc trong xã hội và rất quan tâm của Thủ tướng. Với tinh thần ý, là Thủ tướng giao cho các bộ chức năng, giao cho các chính quyền của các tỉnh, thành phố với chức năng của mình đã yêu cầu rà soát kiểm tra toàn bộ cái này. Hôm nay có đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Anh Hùng dự, về tinh thần như thế. Tức là cái tỷ lệ mà các chung cư đảm bảo an toàn phòng cháy cháy rất thấp. Rất thấp. Phải nói rất thấp. Thế từ đó thì yêu cầu là kiểm tra, rà soát toàn bộ lại cái công tác đảm bảo phòng cháy cháy. Thế còn đề cập của nhà báo có vấn đề liên quan đến cái tổ công tác ấy, thì tôi đây là một cái ý kiến rất tốt. Nhưng có thể nói là trong cái thời điểm hiện nay ấy, thì tổ công tác của Thủ tướng tập trung cho cái kiểm tra các nhiệm vụ chính phủ Thủ tướng giao cho bộ ngành phương. Thế và tập trung cho cái kiểm tra các bộ địa phương và các tổng công ty tập đoàn nhà nước liên quan đến vấn đề về đưa ra các giải pháp để tổ chức thực hiện vấn đề về tăng trưởng. Và thứ ba là tập trung kiểm tra vấn đề về thực hiện nhiệm vụ về xây dựng thể chế. Ngay cả vấn đề văn bản nợ động thuộc trách nhiệm của bộ ngành chủ trì đề xuất chính phủ xây dựng luật pháp lệnh, rồi đề xuất chính phủ các văn bản nghị định liên quan đến hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh, rồi các thông tư thuộc thẩm quyền của bộ trưởng, và đồng thời cũng kiểm tra cho việc là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện nghị quyết 01, đó là cắt giảm các điều kiện kinh doanh 50% và cắt giảm các thủ tục chính, thì tập trung như vậy. Thế còn vấn đề liên quan đến cái kiểm tra chung cư có đảm bảo an toàn hay không, thì có lẽ tôi nghĩ rằng những cái này là đây là vấn đề nó liên quan đến các bộ ngành, và chủ yếu là các nhà đầu tư thuộc cái cấp
mà chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của địa phương là nhiều. Thì tất nhiên chúng tôi cũng không nói là không kiểm tra, sẽ tính toán, nhưng mà thời điểm thích hợp chúng tôi sẽ tính toán. Đấy, và trên cơ sở Thủ tướng giao này là giao cho các bộ, giao cho chủ tịch các tỉnh, thành phố là trực tiếp phải chỉ đạo việc này. Thì cũng xin được báo cáo với nhà báo Nông nghiệp Việt Nam như vậy. Dạ, cảm ơn Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. Có lẽ xin mời Thứ trưởng Bộ Xây dựng có khi trả lời luôn cái câu mà nói là luật xây dựng đang nhà ở đang thảo luận để có đưa cái kinh doanh cô đô theo vào không? Kính thưa đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị, thưa tất cả các đồng chí dự hội nghị, thưa các bạn phóng viên, Bộ Xây dựng thì có một câu liên quan trực tiếp, một câu thì cũng có liên đới. Thì tôi được xin phép nói thêm mấy ý để làm rõ hơn cái vấn đề xoay quanh về cái đảm bảo cháy nổ cho nhà chung cư. Cái này là trách nhiệm chính của Bộ Công an, tuy nhiên Bộ Xây dựng cũng có liên quan trong công tác quản lý. Đây là câu hỏi của báo Nông nghiệp Việt Nam. Và các ông chí là gần đây thì xảy ra khá nhiều, rất nhiều một số các cái vụ việc liên quan đến mất an toàn cháy nổ nhà chung cư và đưa lại những thiệt hại về sinh mạng của người rất lớn. Đây là những việc đau xót, báo chí như vậy. Thế thì nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Thì trước hết về bức tranh tổng thể thì chúng ta biết là chúng ta phải phân làm hai giai đoạn. Giai đoạn trước 2001 là khi luật phòng cháy cháy chưa được ban hành. Thì khi đó là được hỏi hiểu là những cái nhà chung cư cũ được xây dựng theo các tiêu chuẩn. Nhưng đặc biệt là sau năm 2001, cách đây khoảng 17 năm đấy, thì luật phòng cháy cháy đã ra đời. Và trong đó quy định rõ là tất cả các nhà chung cư đều phải được thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy cháy. Có nghĩa là về pháp lý để được đảm bảo. Thì và cái số lượng nhà chung cư sau 2001 xây dựng ước chừng hiện nay trên cả nước, tôi nói nhà cao tầng, là ước chừng xấp xỉ khoảng 3.000 nhà chung cư. Đấy. Thì tôi cho rằng là một số vụ việc xảy ra gần đây thì chiếm một cái tỷ lệ nhất định trong số 3.000 tòa nhà này. Nhưng điều đó không mặc định rằng tất cả 3.000 tòa nhà này là không đảm bảo an toàn về cháy nổ. Đấy là về số liệu, thì xin cung cấp thêm là như vậy. Thế cái thứ hai là như vậy thì cái số cụ thể bao nhiêu tòa nhà trong số 3.000 này là không đảm bảo về cháy nổ. Thì hiện nay tôi được biết là các cái địa phương đang yêu cầu rà soát tổng thể, trong đó có cái đối tượng của nhà Linh Đàm như đồng chí bạn phóng viên vừa hỏi. Trước hết là kiểm tra là đã được nghiệm thu thẩm duyệt phòng cháy hay chưa, và nếu như mà có thì công tác vận hành như thế nào. Và cái thứ hai là nếu như không được thẩm duyệt hoặc không được nghiệm thu, hoặc có được thẩm duyệt phòng cháy cháy nhưng có thể thiếu một số các điều kiện, thì lúc đó sẽ xử lý tình huống. Thì cái cách thức tiến hành để rà soát thì báo cáo các phóng viên thì sẽ được tiến hành như vậy. Thế và tôi được biết là Hà Nội thì vừa rồi là cách đây mấy tháng thì có đề xuất là 17 cái tòa nhà, nhưng gần đây thì đề xuất thêm tổng cộng là 7 mấy tòa nhà. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rà soát. Thì con số cụ thể là bao nhiêu thì tôi cũng chưa thể đoán trước, nhưng mà ước chừng sẽ có một số lượng nhất định là chúng ta sẽ phải tập trung rà soát với những đối tượng mà theo luật phòng cháy cháy là bắt buộc phải đảm bảo, báo cáo chính như vậy. Còn về nguyên nhân ấy thì phân biệt là khu trú là nguyên nhân, là có được thiết kế và thi công đúng theo quy chuẩn hay không. Cái thứ hai là đúng theo quy chuẩn rồi nhưng quá trình vận hành thì có đảm bảo đúng hay không, thì trên cơ sở này chúng ta mới phân tách ra được là nguyên nhân nào thì xử lý tương ứng như vậy. Thì đây là vấn đề lớn, tôi cho là Chính phủ đã chỉ đạo. Thì đây là trách nhiệm của bộ, các bộ ngành, đặc biệt Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các địa phương sẽ rà soát, kiểm tra để đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Thì báo cáo đồng chí là thứ nhất câu hỏi thế thì tôi xin trả lời như vậy. Về câu hỏi thứ hai của phóng viên cuối cùng đấy, của báo gì nó nhanh quá tôi cũng không ghi được tên, không biết là Midnight hay là cái gì đấy, không rõ lắm. Đã ý thế. Thì có hỏi là bây giờ xuất hiện một cái loại hình bất động sản mới là condotel. Thì cái này thì như vậy có dẫn đến cái việc là sửa luật kinh doanh bất động sản không? Thì báo cáo các vị phóng viên là trước hết thì loại hình này là loại hình gì? Có được xác định, danh định trong pháp luật hay không? Cái thứ hai là loại hình này ra đời thì nó gây ra cái gì mà chúng ta phải chú ý? Thì báo cáo các vị như vậy. Thì sau đó thì dẫn đến cái việc là sửa pháp luật gì? Thứ nhất là đây là được hiểu là loại hình là căn hộ lưu trú. Căn hộ du lịch lưu trú mà trong luật du lịch cũng đã nói, báo cáo chính như vậy. Cho nên được hiểu là đây là một loại là căn hộ dùng để, hoặc là villa dùng để là tương tự như một khách sạn hay khu nghỉ dưỡng để lưu trú. Thế nhưng điểm khác biệt của nó ở đây thì chúng ta thường biết là trước đây tất cả các khách sạn và các villa là thuộc một chủ sở hữu.
của một ông chủ. Nhưng bây giờ ấy, thì nó được chuyển hóa thành nhiều các cái chủ thứ cấp, dẫn đến cái việc là có cấp quyền sở hữu cho những chủ này hay không. Cái thứ hai là nếu như người ta lưu trú ngắn hạn thì không sao, nhưng lưu trú lâu dài thì cứ hình thành đơn vị ở hay không, và có phải hạ tầng xã hội đáp ứng được này hay không. Thì đây mới là vấn đề cần phải xem xét và giải quyết. Và cái này ấy, là không chỉ giải quyết trong luật kinh doanh bất động sản mà phải sửa trong cả luật nhà ở, xem xét kể cả luật đất đai liên quan đến quyền sở hữu. Thì xin báo cáo với các quý vị là sắp tới là tất cả những cái này sẽ được xem xét. Luật đất đai cũng đang sửa. Và hiện nay chúng tôi đang tiến hành một cái luật để sửa các luật, trong đó có luật xây dựng, trong đó có luật kinh doanh bất động sản, trong đó có luật trật ảo, để xem xét mấy yếu tố. Thứ nhất là xác định quyền sở hữu thứ cấp cho những chủ hộ như nào. Thứ hai là yêu cầu là đây là một sản phẩm mà mang tính là lưu trú ngắn hạn, không phải hình thành đơn vị ở, thì cái điều kiện kèm theo là như thế nào. Đại loại như thế, những vấn đề như thế sẽ được làm rõ trong pháp luật. Thì nói thế để các bạn nắm được và an tâm là chính phủ quan tâm sẽ có chỉ đạo trên hết. Cảm ơn anh Hùng. Đây xin mời anh Lam thanh tra những trả lời về cái câu hỏi báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh là cái việc chuyển hồ sơ vụ sau khi thanh tra kết luận thanh tra. Và cái thứ hai là cái việc kéo dài thời gian thanh tra thì có vi phạm pháp luật không? Và nếu có thì xử lý đến đâu ạ? Kính thưa đồng chí chủ trì buổi họp báo, thưa toàn thể các đồng chí dự buổi họp báo và thưa toàn thể các phóng viên. Liên quan đến cái nội dung mà phóng viên báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh có nêu, thì chúng tôi hiện nay thì thực hiện trên cơ sở cái kết luận thanh tra và cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với cuộc thanh tra dự án tổng công ty Mobifone mua 95% cổ phần của công ty ngành nhìn toàn cầu AVG, thì chúng tôi đang tích cực cùng với các cơ quan chức năng trong phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và thực hiện đảm bảo thực hiện kết luận của thanh tra Chính phủ. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái việc đối với cuộc kết luận của cuộc AVG, thì việc ban hành kết luận thanh tra chậm như phóng viên nêu là một thực tế, là một thực tế. Và cũng phải báo cáo với các phóng viên rằng thực ra ở đây, đối với ở đây thì nó cũng không chỉ có một cuộc này, nó có tính, chúng tôi xác định nó có cái nguyên nhân, đúng không? Có các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng trong đối cuộc này chúng tôi cũng xác định có nguyên nhân chủ quan của mình. Và theo quy định của pháp luật thanh tra thì không chỉ đối với cuộc thanh tra tại AVG, Mobifone mua 95% cổ phần AVG đâu. Tất cả các cuộc thanh tra khác khi kết thúc việc thanh tra thì chúng tôi đều có chỉ đạo và tổ chức cái việc đánh giá tổng kết cái hoạt động qua cái cuộc thanh tra đó. Và trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, nó nhiều nội dung các ông chí, nhưng trong đó có rút ra những bài học kinh nghiệm. Và ở đây, đúng không, những gì thuộc về, đúng không, trách nhiệm có liên quan đến cái chủ quản, chúng tôi sẽ có chỉ đạo để xử lý đảm bảo nghiêm và nghiêm túc, có gắn với thực tiễn. Để ở cái này là đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra và theo các quy định của pháp luật hiện hành. Các ông chí như vậy, xin có nội dung như vậy thì xin hết. Xin cảm ơn Thứ trưởng. Trước hết thì Ngân hàng Nhà nước cũng xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Thì về câu hỏi này thì Ngân hàng Nhà nước cũng xin được trả lời như sau. Tức là cái hoạt động mà nhận tiền gửi tiết kiệm hay là hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng thì đều là những cái hoạt động ngân hàng. Và Ngân hàng Nhà nước thì đã ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn đầy đủ. Đối với cái việc tiền gửi tiết kiệm thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành các văn bản, và tại các văn bản này thì cũng quy định rất là rõ về quy trình, trình tự, thủ tục của việc nhận tiền gửi của khách hàng, và đặc biệt là trong đó thì quy định rất là rõ về trách nhiệm của các tổ chức tín dụng khi mà nhận tiền gửi. Đó là phải công khai minh bạch các cái quy trình về nhận tiền gửi tiết kiệm. Thứ hai nữa là đến hạn là phải trả đầy đủ lãi và gốc cho người gửi tiền, và đặc biệt là chịu trách nhiệm về những cái lỗi vi phạm hoặc là những cái lợi dụng để mà dẫn đến cái mất tiền của khách hàng do chính cái tổ chức của mình gây ra. Thế và đối với Ngân hàng Nhà nước thì trong cái chỉ đạo điều hành hàng năm và rất là thường kỳ
thì Ngân hàng Nhà nước đều luôn chỉ đạo các tổ chức tín dụng là luôn phải tăng cường cái kiểm tra kiểm soát nội bộ để làm sao mà an toàn hoạt động của các cái hoạt động, và trong đó thì có cái hoạt động của tiền gửi. Thế còn đối với một số những cái vụ việc mà mất tiền xảy ra thì Ngân hàng Nhà nước thì cũng đều chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải tích cực phối hợp với khách hàng, thế và phối hợp với các cái cơ quan chức năng khác để làm sao mà đưa ra cái phương án xử lý đảm bảo cái quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. Thế thì về phía người gửi tiền thì Ngân hàng Nhà nước cũng thấy rằng là khi mà thực hiện các cái giao dịch gửi tiền ở các ngân hàng thì khách hàng thì cũng đến trụ sở của các cái tổ chức tín dụng để thực hiện, và cũng nên là thường xuyên là kiểm tra tra soát cái số dư tiền gửi của mình. Thế và khi mà phát hiện những cái dấu hiệu nghi ngờ hoặc là những cái dấu hiệu bất thường thì báo ngay cho các cái cá nhân cũng như là các đơn vị liên quan của tổ chức tín dụng hoặc là các cái cơ quan chức năng khác của nhà nước để có thể là kịp thời ngăn chặn những cái hành vi mà lạm dụng để mà có thể là chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Thì cũng xin phép được báo cáo với phóng viên như vậy. Vâng, trước tiên tôi cũng xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên Thời báo Kinh tế Việt Nam. Về cái vấn đề tại sao cái kịch bản năm nay lại khác so với cái diễn biến của những năm trước, là quý sau truyền thống là tăng cao hơn quý trước. Thì năm nay báo cáo với lại các quý vị là cái quý 1 năm nay chúng ta tăng rất cao do cái đà tăng trưởng mạnh của quý 3 và quý 4 năm ngoái. Do vậy là để mà chúng ta có thể duy trì được một cái tốc độ cao liên tục như vậy thì một cái điều cũng là có nhiều khó khăn. Ở đây ấy, chúng ta phải làm rõ một vấn đề là chúng ta so sánh cái quý 1 năm nay là so sánh với quý 1 của năm 2017, khi mà cái nền của chúng ta, cái nền tăng trưởng của năm quý 1 năm 2017 chúng ta là rất thấp, chỉ có 5,15% thôi. Cho nên là cái mức độ tăng của năm nay là chúng ta so với cái nền thấp. Thế còn quý 3, quý 4 năm ngoái thì cái tốc độ tăng đã rất cao rồi, cho nên là nếu mà chúng ta so với cái nền cao của năm ngoái thì cái mức độ đạt được sẽ không phải như là quý 1 vừa rồi. Cái nguyên nhân thứ hai thì chúng ta cũng biết là năm 2017 chúng ta đã có một số các cái yếu tố tăng trưởng đột biến và đóng góp cho cái tăng trưởng chung rất là tốt, như là cái trường hợp của Samsung vào tháng 5 và Formosa đi vào sản xuất vào tháng 7. Thì khi mà các cái nhân tố sản xuất mới đi vào hoạt động này gia tăng cho cái năng lực sản xuất quốc gia thì đóng góp tốt cho cái GDP của chúng ta cũ của năm ngoái. Nhưng năm 2018 này, quý 1 chúng ta đã huy động cơ bản rất tốt cả 3 lĩnh vực để cho tăng trưởng. Do vậy là cái đồng thời là các cái nhân tố cho cái sự tăng trưởng một cách đột biến của cuối năm nay là cũng chưa định hình rõ. Vì thế là cái tính toán là chúng ta cần phải trên các cái số liệu thực tế. Và cuối cùng thì mặc dù là cái bối cảnh quốc tế và trong nước có rất nhiều điểm thuận lợi nhưng cũng còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Chúng ta cũng biết là cái nguy cơ về cái chu kỳ tăng trưởng thế giới 10 năm là bao giờ một cũng vòng tăng trưởng và suy thoái. Thế rồi thì Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất điều hành, sẽ gây áp lực rất là lớn cho cái điều hành về tỷ giá cũng như lãi suất trong nước. Và với các cái rủi ro còn tiềm ẩn thì chúng ta, chính phủ đã thông qua cái kịch bản tăng trưởng với tinh thần là phải đảm bảo ổn định vĩ mô, thận trọng trong điều hành để làm sao duy trì được cái tăng trưởng bền vững, không phải chỉ là năm nay mà là còn cả những năm tiếp theo của nhiệm kỳ này. Xin hết ý kiến. Cảm ơn. Tôi là phóng viên Trí Hiếu từ báo Thanh Niên ạ. Tôi có một vấn đề muốn hỏi đại diện của Thanh tra Chính phủ và Bộ Y tế như thế này ạ. Sau vụ việc VN Pharma hồi tháng 9 năm ngoái thì Thủ tướng trong cái công văn có yêu cầu Thanh tra Chính phủ là cần phải sớm thanh tra cái việc cấp phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành thuốc đối với doanh nghiệp này và báo cáo Thủ tướng trước ngày 31 tháng 12. Vậy thì xin hỏi Thanh tra Chính phủ là kết quả thanh tra đến nay như thế nào và có thể thông tin một số cái nét ban đầu được không ạ? Nhân đây thì cũng muốn hỏi Bộ Y tế ạ, là qua cái vụ việc của VN Pharma thì cho thấy một cái lỗ hổng rất là lớn trong cái việc truy xuất nguồn gốc thuốc cũng như là kiểm tra cái quá trình lưu hành. Thế nhưng mới đây thì trong cái công văn 4338 hồi giữa tháng 3 này thì Cục Quản lý Dược thì có nói là
doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nhập khẩu dược của Việt Nam thì đã hoàn tất cái thủ tục GSP, có nghĩa là cái thực hành bảo quản thuốc tốt. Thì điều này thì có thể hiểu là doanh nghiệp nhập khẩu thuốc và phân phối thuốc Việt Nam thì là đã đảm bảo được cái việc truy xuất nguồn gốc cũng như là kiểm soát về cái lưu hành thuốc hay chưa để ngăn chặn cái tình trạng lỗ hổng tương tự như trường hợp của VN Pharma. Xin cảm ơn. Tôi xin được hỏi đại diện của Bộ Tài chính làm về cái dự thảo nghị quyết thuế bảo vệ môi trường và Bộ Tài chính có đề xuất là điều chỉnh đối với cái mặt hàng xăng dầu lên cái khung ạ. Thì cái điều này là không chỉ tác động đến lạm phát, đến chỉ số giá tiêu dùng, đến các giá cả các mặt hàng hóa, dịch vụ mà có thể sẽ tác động đến tăng trưởng khi mà làm giảm cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thì Bộ Tài chính đã tính đến những cái kịch bản và các cái biện pháp giảm thiểu hay chưa? Và xin hỏi Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng là Thủ tướng đã có ý kiến gì về vấn đề này không ạ? Vâng, kính thưa Bộ trưởng. Em là Hòa, bên báo Đầu tư Chứng khoán. Em xin được phép được hỏi là vào giữa năm 2017 thì Văn phòng Chính phủ đã công khai một cái văn bản là nếu đích danh 730 cái doanh nghiệp sau cổ phần hóa không lên sàn chứng khoán ấy, thì sau đấy thì Văn phòng Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Tài chính cũng như là Ủy ban Chứng khoán và các đơn vị liên quan để thúc đẩy cái việc là đưa doanh nghiệp lên sàn. Tuy nhiên hiện nay ấy, thì em biết thì cái số lượng doanh nghiệp lên sàn rất là ít, và hiện tại thì Ủy ban Chứng khoán cũng mới có xử phạt một cái trường hợp đầu tiên là về cái lỗi là chậm đưa cổ phiếu lên sàn thôi. Thì vậy thì xin phép được hỏi là cái giải pháp mà Chính phủ cũng như Bộ Tài chính thúc đẩy cái việc các doanh nghiệp lên sàn trong thời gian tới như thế nào ạ? Cảm ơn. Tôi Quỳnh Hoa, báo Văn hóa. Tôi có câu hỏi như sau là trong nửa đầu tháng 3 thì có trên mạng xã hội đã có nickname Minh Phương đã lưu truyền cái thông tin là hai mẹ con tử vong vì sinh thuận tự nhiên. Sau đó Bộ Y tế lên tiếng là không có cái sự việc này và đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an vào cuộc xác minh và xử lý nếu có vi phạm. Vậy thì cho tôi hỏi kết quả của cái việc xác minh này là như thế nào ạ? Về cái nội dung mà phóng viên có đề cập đến cái cuộc thanh tra mà thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra tại VN Pharma, thì cũng thưa với lại các phóng viên, cuộc này thì đến bây giờ đã cơ bản là hoàn thành xong các thủ tục và chuẩn bị trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Về cái nội dung mà phóng viên có đề nghị là để đưa cái kết quả bước đầu, thì xin phép phóng viên là sau khi có chúng tôi có kết luận báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo, chúng tôi sẽ công khai đầy đủ về đó theo quy định của pháp luật về thanh tra. Đấy, nên là báo cáo câu hỏi tôi xin có một trong những. Kính thưa các đồng chí chủ trì họp báo, toàn thể các đồng chí, về Bộ Y tế có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là liên quan đến vụ VN Pharma và về cấp giấy phép nhập khẩu thuốc. Thì hiện nay thì có công văn 4338 của Cục Quản lý Dược. Thì về cái nhập khẩu thuốc thì nó thường là để mà cấp cái visa thì nó khá mất nhiều thời gian, tại vì nó phải có đầy đủ các giấy tờ nguồn gốc, xuất xứ các thứ. Nhưng mà đây là chỉ kiểm tra các cái giấy tờ gốc, chứ còn không thể mà vì có nhiều khi một cái lô hàng giá trị cũng nhỏ thôi thì không thể mà bay sang tận nơi để mà kiểm tra được, thì chỉ trừ là cái giấy tờ đấy là giấy tờ giả mạo hạn như là thế này thế. Chứ còn lại các cái giấy tờ chuẩn khác thì là chắc chắn đấy là thuộc đảm bảo chất lượng. Chính vì lẽ đấy mà một số các cái lô hàng mà Cục Quản lý Dược để mà cấp cái visa để mà nhập khẩu thì nó chậm, vì ở chỗ là phải truy xuất cho được nguồn gốc rất rõ ràng. Vấn đề thứ hai là hỏi về cái vụ mà lên mạng những cái thông tin hai mẹ con sinh con theo phương pháp tự nhiên đấy, thì tôi cũng đã trả lời rất nhiều các anh chị em là báo chí rồi, cả là truyền hình, thì cũng đã đi điều tra thì hoàn toàn không có vụ việc như vậy, hoàn toàn không có cái vụ việc như vậy. Và Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an đề nghị cho tìm được cái ai là đăng cái tin như vậy như các thứ để mà xử lý theo đúng theo quy định hiện hành, theo luật hiện hành. Và tôi cũng đã trả lời và cũng bảo là không có một cái gì gọi là để mà nếu như mà cứ sinh theo tự nhiên như thế là cái nguy cơ tử vong chết rất là cao. Và người ta chỉ cho phép là sinh gọi là sinh theo đường tự nhiên nếu như thuận lợi, và trong trường hợp mà không thể thuận lợi để mà sinh được đường tự nhiên đấy thì lúc đấy là phải can thiệp bằng mổ xẻ, bằng thế này, bằng thế nọ. Chứ còn dân ta thì nhiều khi không có chỉ định mổ, cũng bác ơi cho em mổ,
rồi lại đến là bây giờ lẽ ra phải mổ thì bác ơi cho em cứ tự nhiên thế. Chính vì thế nó mới sinh chuyện. Đó, tốt nhất là cứ theo chuyên môn. Và xin trân trọng cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn anh Tiến. Có lẽ về việc này thì Bộ Thông tin xin trả lời hỗ trợ luôn thế này. Tức là sau khi mà có cái tin như thế thì là Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị xác minh cái Facebook mà có cái tên là Minh Phương này. Thì Bộ Thông tin tôi đang xác định, nhưng bởi vì là trong thực tế thì đôi khi người ta giả những cái nickname giả, cho nên nó cần có thời gian. Thì khi có kết luận chúng tôi sẽ thông báo việc này. Có lẽ xin mời Bộ Tài chính ấy, trả lời luôn về cái chuyện thuế xăng dầu, rồi luôn cái doanh nghiệp cổ phần hóa không liên sản. Chính xin phép được trả lời câu hỏi của báo Kinh tế Đô thị về liên quan đến cái dự thảo nghị quyết thuế bảo vệ môi trường. Thì và cũng liên quan đến thì cái câu hỏi là tác động thế nào đến lạm phát và giá cả. Thì cái nghị quyết thuế bảo vệ môi trường thì đã được lấy ý kiến rộng rãi của các bộ ngành và địa phương. Và đến nay thì Bộ Tài chính cũng đã tổng hợp ý kiến của bộ ngành địa phương và gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Và theo cái chương trình thì sẽ trình Chính phủ trong tháng 4 này. Và trong các cái phương án về thuế bảo vệ môi trường thì cũng đã điều chỉnh là tăng cái thuế bảo vệ môi trường, ví dụ đối với xăng là từ 3.000 lên 4.000 đồng. Và đối với một số loại như là dầu hay là than thì cũng điều chỉnh tăng lên. Thì cái việc điều chỉnh tăng này là xuất phát trên cái cơ sở nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, đó là cơ cấu lại ngân sách nhà nước và theo hướng đảm bảo cái nền tài chính quốc gia an toàn bền vững. Và trong cái quá trình chúng ta thực hiện hội nhập và cắt giảm thuế nhập khẩu theo các cái hiệp định theo các cái hiệp định thuế quan. Và đồng thời á thì cái nghị quyết 25 của Quốc hội thì cũng đã nêu rõ những cái định hướng trên cơ sở cái nghị quyết 07 của Bộ Chính trị. Và cái việc mà tăng thuế đối với xăng và một số sản phẩm thì cũng là căn cứ vào cái chiến lược thuế, cũng như căn cứ vào cái chiến lược tăng trưởng xanh, tức là để mà hạn chế những cái sản phẩm mà gây ô nhiễm cho môi trường. Thì đây cũng là một trong những cái việc mà góp phần vào thực hiện cái tăng trưởng xanh. Và đồng thời cũng căn cứ vào cái nội dung trong cái luật thuế bảo vệ môi trường ấy, thì là đó là cái điều kiện thứ nhất, đó là căn cứ vào tình hình thực tiễn kinh tế xã hội từng thời kỳ. Và căn cứ thứ hai đó là căn cứ vào cái sự phát triển cũng như là căn cứ vào cái ô nhiễm môi trường để xem xét và trình cái luật thuế, trình cái điều chỉnh cái thuế suất, điều chỉnh cái mức thuế bảo vệ môi trường. Và cái nội dung của việc trình cái nghị quyết này ạ thì cũng đã được kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp về khi mà Chính phủ trình cái dự án luật. Thì cái dự án luật thuế bảo vệ môi trường thì đã được Chính phủ là cho lùi lại đến năm 2019, và trước mắt thì trình về điều chỉnh cái mức thuế trong cái khung thuế bảo vệ môi trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Và đối với cái điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường như vậy thì tác động đến chỉ số giá cả như thế nào? Thì Bộ Tài chính cũng đã có cái phân tích cái tác động cũng như đánh giá về cái tác động của cái điều chỉnh cái mức thuế bảo vệ môi trường. Và theo chúng tôi phân tích đánh giá cái tác động thì cái chỉ số, nếu như với cái phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường như dự thảo đã nêu ấy và xin ý kiến ấy, thì và nếu như có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 2018 thì cái việc điều chỉnh này sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 năm 2018 so với tháng 6 năm 2018 là khoảng 0,27 đến 0,29%, và sẽ tác động CPI bình quân của năm 2018 là khoảng từ 0,11 đến 0,15%. Và ta biết là theo cái nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2018 ấy,
thì cái chỉ tiêu tốc độ về tăng giá tiêu dùng bình quân là mức 4%. Và như vậy thì cái tác động khi mà tăng thuế thì cái tác động cũng cần phải, chúng tôi cũng đã đánh giá, đã tính toán và cái việc tăng thuế bảo vệ môi trường này nó cũng sẽ là thực hiện được các cái mục tiêu, trong đó có khuyến khích sử dụng năng lượng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả và cũng góp phần khuyến khích để sản xuất tiêu dùng cái hàng hóa thân thiện với môi trường như là xăng E5, xăng E10, rồi dầu diesel B5, B10 và túi ni lông thân thiện với môi trường, cũng từ đó là giảm cái phát thải ô nhiễm môi trường và góp phần vào thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ môi trường. Thì đó là liên quan đến cái câu thứ nhất. Câu thứ hai của báo đầu tư có nêu là giải pháp gì để thúc đẩy doanh nghiệp lên sàn. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng xin Bộ Tài chính thì cũng xin được báo cáo là cái chỉ số của VN Index thì thời điểm hiện nay ấy, mà so với cái thời điểm mà tháng trước ấy, thì cũng đã tăng khoảng 19% so với tháng trước thì tăng khoảng 19%. Và có thể nói là cái mức vốn hóa thị trường ấy cũng là tăng khoảng 17% so với cuối năm 2017. Và hiện nay thì cái mức vốn hóa thị trường là khoảng 82,2 GDP. Thì đây là chưa tính cái trái phiếu mà mới chỉ thị trường cổ phiếu thì cũng đã 82,2% GDP. Và cái hoạt động niêm yết và đăng ký giao dịch ấy, thì thị trường hiện có là 741 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên hai sàn và 723 cổ phiếu đăng ký giao dịch. Và phải nói là cái số cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch là cũng đã tăng liên tục. Và cái chỉ số VN Index thì trong quý 1 năm nay cũng đã tăng vượt cái mức tăng cao nhất của cái đỉnh năm 2007-2008. Thì phải nói là cái phát triển của cái thị trường chứng khoán cũng được đánh giá là một trong những xu hướng rất là tốt trong năm nay. Và các cái giải pháp để thúc đẩy doanh nghiệp lên sàn thế nào thì giải pháp mà thúc đẩy các doanh nghiệp lên sàn hay là giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán thì Bộ Tài chính cũng đã tức là chỉ đạo và triển khai nhiều cái giải pháp. Trong đó thì hiện nay Bộ Tài chính đang sửa đổi, tức là sẽ trình chính phủ để trình Quốc hội cái luật chứng khoán sửa đổi. Thì đây cũng là một cái cơ sở pháp lý đánh giá tổng kết và trình cái luật chứng khoán sửa đổi này để tạo cái điều kiện để cho thị trường chứng khoán phát triển hơn, để mà tổng thể các cái giải pháp về chính sách thì cũng được thể hiện ở trong cái luật chứng khoán sửa đổi này. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có nhiều các cái giải pháp về mặt quản lý. Thì thúc đẩy các doanh nghiệp lên sàn thì vừa qua thì thực hiện chưa niêm yết thì và sau khi mà Bộ Tài chính công khai như vậy thì các doanh nghiệp đã thực hiện là hiện nay thì cũng đã hơn một nửa số đó đã niêm yết và các doanh nghiệp đang chuẩn bị các cái quy trình thủ tục để niêm yết, thì đấy cũng là một cái giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp niêm yết. Và đối với các cái doanh nghiệp hiện nay, các cái doanh nghiệp nhà nước thì chúng tôi cũng đang có những cái giải pháp làm sao để mà thúc đẩy, để đẩy nhanh cái quá trình cổ phần hóa và thoái vốn, thì đấy cũng chính là tạo nguồn cung cho thị trường. Thì đấy là một số những cái giải pháp chủ yếu. Ngoài ra thì phát triển đa dạng các cái loại thị trường khác như là chứng khoán phái sinh hay là đa dạng hóa các cái sản phẩm chứng khoán. Thì tôi xin phép được báo cáo một số những cái giải pháp cơ bản như vậy. Ngoài ra thì như phóng viên cũng đã nêu, ngoài ra thì thanh tra
giám sát chứng khoán cũng cần được tăng cường để mà xử lý nghiêm những cái vi phạm của các cái doanh nghiệp, từ đó mà thúc đẩy cái thị trường chứng khoán ngày càng lành mạnh hơn và phát triển tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Mai. Cái thời gian họp báo còn rất là du di gần 20 phút rồi. Nên là bây giờ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, các đồng chí lãnh đạo các bộ và toàn thể các nhà báo.